pháp thân của các đức Phật mười phương mà nó có. Quý vị phỉ báng chánh pháp là quý vị đã phỉ báng cái tự tâm của mình. Mà tự tâm mình quý vị đã chặt bỏ thì không bao giờ quý vị giảng sinh vào trong cái cõi mà tịnh tâm của mình được hết đó. Nhớ kỹ điều này. Do đó trên đường tu hành phải cẩn thận từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái việc làm. Bởi vì nhiều khi mình vô tình, mình nói một cái lời nói, một cái ý nghĩ của mình nó hủy báng chánh pháp, mình sẽ phạm tội. Do người này không hủy báng chánh pháp nên lúc lâm chung vị này còn được một chút ít công đức để gặp những cái bậc mà thiện tri thức. Cái bậc thiện tri thức này đến trên đến bên giường bệnh và họ truy nghi, họ giảng tên của 12 bộ kinh Đại Thừa cho nghe. Như vậy thì quý vị thấy 12 bộ kinh Đại Thừa, như thầy đã nói quý vị đó, nếu mình không đủ công đức thì dễ gì mình nghe được tới cái tên kinh, đừng nói chi mà tới đọc tụng. Như những kinh Đại Thừa như Kim Cang, Bát Nhã, không đủ cái công đức nghe chữ Kim Cang không, quý vị cũng chưa nghe nữa. Rồi những cái kinh Đại Thừa như là Thủ Lăng Nghiêm, nếu quý vị mà không có đủ công đức tu vô lượng kiếp, thầy bảo đảm quý vị không nghe tới được cái tên này. Do đó mà nói tên 12 bộ kinh của Đại Thừa cho nghe không đó. Mà cái tên kinh này một người mà đã nghe lọt vào trong lỗ tai rồi đó thì sẽ được tiêu trừ ngàn kiếp tội trọng. Quý vị thấy như vậy thì quý vị có nên tu không? Cái tên kinh không đó là mình đã trừ được cái ngàn kiếp tội cực trọng rồi đó. Đừng nói chi mà chính mình đọc tụng, chính mình theo cái giải ngộ để mình tu hành thì công đức mình nó được bao, nó rất là vô lượng vô biên. Vị này do nghe được tên 12 bộ kinh nên trừ được 1.000 kiếp tội cực trọng. Khi đó lâm chung sẽ được hóa A Di Đà, hóa Quan Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến tiếp dẫn. Cái này có nghĩa là Đức Quan Âm, Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí không có hiện thân tới, mà các ngài ngồi ở trên tòa sen báo ở cõi Cực Lạc, các ngài dùng cái từ bi của tâm tưởng phóng ra một đại quang minh, hóa ra một cái thân hình giống như mình để mà tiếp dẫn. Bởi tại sao vậy? Tại sao mà cái người tu này không được Đức Quan Âm chân thật cũng như A Di Đà hay là Thế Chí đến tiếp dẫn? Là tại vì cái vị này công hạnh chưa đầy đủ, do đó nó không có cảm đức để mà các chân thân Phật, chân thân chư Bồ Tát hiện đó, mà nó chỉ cảm ứng được hóa thân của các ngài. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như thầy ngồi đây thầy giảng kinh thì cái người mà ngồi đây giảng kinh nó không phải là chân thân, mà đây là một cái hóa thân hay là một cái quyển thân. Còn nếu mà nói về cái hóa thân á, mà quý vị mà được cái hóa thân á, mà đến mà giảng kinh nó quý báu vô cùng thật. Rồi từ từ thầy sẽ giảng cho quý vị nghe kỹ về những cái phần này. Thì vị này sẽ giảng sinh Cực Lạc Quốc, khi về trong cái cõi hoa sen, ở ao báo hoa sen, phải nằm ở trong cái hoa sen mà nó búp, nó không được nở trong 49 ngày. Qua 49 ngày thì hoa sen này nó bắt đầu nó nở, là được những cái chư Bồ Tát ở nơi cõi đó đến mà giảng pháp cho nghe. Và cái vị mà giảng sanh về hạ phẩm thượng sinh này phải trải qua 12 tiểu kiếp mới là chứng nhập vào ở trong cái sơ địa Bồ Tát, tức như là sơ quan hỷ địa. Đó là cái phần mà hạ phẩm thượng sinh. Bây giờ hạ phẩm trung sinh. Về hạ phẩm trung sinh thì người tu ở mười phương, có nghĩa là nói về chúng sinh ở mười phương. Những người này trong lúc tu không có những bậc thiện tri thức ở bên cạnh, do đó những người này có thể lén lút vi phạm các giới cấm. Chẳng hạn như mình thọ giới của cư sĩ là tam quy mà ngũ giới, mình nói rằng mình bất sát sanh, nhưng mình sát sanh tức như là mình đã quỷ phạm. Chẳng hạn mình nói mình không tà dâm, rồi mình cũng lén lút vợ hay lén lút chồng mình đi tà dâm, tất nhiên là quỷ phạm. Và những người này bất tịnh thuyết pháp,
Quý vị biết có những người họ bất tịnh thuyết pháp làm sao? Những người bất tịnh thuyết pháp là những người mà họ không có đầy đủ giới đức mà họ vẫn đăng đàn thuyết pháp. Đó là những người bất tịnh thuyết pháp. Những người mà họ đã bị ô uế cái thân giới, có nghĩa là thân giới của họ đã bị sắc dục nó ô uế mà họ vẫn đăng đàn thuyết pháp. Họ mặc cà sa, họ mặc những cái bộ áo tràng để mà họ thuyết pháp, gọi là bất tịnh thuyết pháp. Và hầu hết là những người mà sanh vào trong cái hạ phẩm trung sinh đó, là họ thường làm cái ác nghiệp, họ dùng cái ác nghiệp để mà họ trang nghiêm cái thân của họ. Cái người này á, nếu về xét về cái hành vi của họ trong lúc mà còn sống đó và tương ưng với cái cảnh giới đó thì họ đáng đọa vào ở trong cái cõi địa ngục. Nhưng may mắn cho họ, lúc mà lâm chung bên giường bệnh đó, họ gặp được những cái bậc mà thiện tri thức. Những cái bậc này sẽ khen ngợi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và khuyên họ nên ráng cố gắng niệm Đức Phật A Di Đà. Lúc đó thì họ bắt đầu có tín tâm, bởi vì cái chết nó gần kề, thành ra những cái người mà được cái thiện tri thức đến để mà khuyên nhắc đó là những người này có lẽ là cũng là công đức, cũng là nhiều kiếp tu nhân rồi, thành ra nó mới khiến có cái người đến mà nó đến mà để mà giảng đạo như vậy, chứ còn hiếm lắm. Thường thường những người này là họ 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 không đủ duyên đó, họ nằm trên giường bệnh và họ chết và họ đọa ngay vào trong cái cõi địa ngục liền. Do họ tinh tấn niệm Phật, do đó công đức của niệm Phật của họ trừ được 80 ức kiếp tội sinh tử. Lúc đó thì lửa địa ngục bắt đầu xuất hiện trước mắt người lâm chung. Nhưng về cái người người lâm chung này đã nghe lời vị thiện tri thức kia cố gắng niệm Phật, do đó lửa địa ngục biến thành gió mát, và gió mát này thổi các thiên hoa bay đến. Từ trên thiên hoa này có những vị quá Phật, có những vị quá Bồ Tát đưa tay để mà tiếp dẫn cái chân linh này. Thì vị này sau khi mà giảng sinh về cõi cực lạc quốc, hoa sen của vị này nó nằm ở trong cái búp cho tới 6 kiếp mới nở. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Thành ra ráng cố gắng mà tu. Quý vị ráng cố gắng tu để mà mình về đó hoa sen mình nở liền để nghe Đức Phật, nghe các chư Bồ Tát giảng đạo. Có lý đâu mà về đâu đó để nằm ở trong 6 kiếp mới nở. Nói về 6 kiếp mới nở nhưng mà quý vị nằm ở trên hoa sen đó còn hơn là quý vị nằm ở trong cái cõi trời mà tự tại thiên dương nữa. Có nghĩa là nằm trong đó rất là an vui. Mặc dầu là mình ngồi trong đó mình chỉ niệm Phật trì kinh, nhưng mà cái cảnh giới rất là an vui, tự tại. Qua 6 kiếp thì hoa sen mới nở và được chính Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí đến giảng pháp. Và người này nghe xong thì chí tâm phát lòng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là vị này về trong cái bậc mà hạ phẩm trung sinh đó, bởi vì họ chưa có hiểu được Phật pháp. Khi mà được thấm nhuần nước pháp bởi Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thì họ phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là mình cũng thấy khá lắm rồi đó. Là có nghĩa là phát cái tâm để mà muốn mình trở thành Phật để cứu độ muôn loài chúng sinh, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì họ sẽ ở trên cái cõi này và họ tuần tự vậy đó, họ tu và họ sẽ đạt được cái sở nguyện. Bây giờ thì thầy giảng tới cái hạ phẩm hạ sinh. Cái hạ phẩm hạ sinh này nó rất là tệ, nhưng mà sinh vào ở trong cái hạ phẩm hạ sinh này còn hơn là quý vị sinh vào ở trong cái cõi trời thứ sáu của dục giới. Cái cảnh hạ phẩm hạ sinh nó cũng vui hơn nhiều. Hạ phẩm hạ sinh là chúng sinh ở trên cái cõi đời này họ bị vô minh ngăn che, họ bị sự ngu dại, do đó trong cái việc làm hàng ngày của họ họ làm rất là nhiều ác nghiệp mà họ không biết. Do đó lúc lâm chung họ được cái sự may mắn là được gặp những cái bạn thiện tri thức hay là những vị tăng sĩ thiện tri thức đến mà dạy bảo khuyên họ nên cố gắng niệm Phật. Thì những người này lúc đó họ bị những cái cảnh khổ nó hiện đến, do đó họ niệm Phật không được, họ cố gắng niệm mà họ niệm không được.
Thì vị thiện tri thức này khuyên, nếu mà ông niệm liên tục không được thì ông cố gắng ông niệm cho tôi tới 10 niệm để nó trùng hợp với trong cái quán vô lượng thọ kinh. Và Đức Phật nói rằng nếu chúng sinh ở 10 phương mà niệm danh hiệu ta tới 10 niệm vẫn được vãng sinh. Do cái vị này nghe vị thiện tri thức bảo ráng niệm 10 niệm, vị này ráng cố gắng để mà niệm 10 niệm. Thì như vậy, một niệm như vậy nó sẽ phá trừ được 80.000 ức kiếp sinh tử. Do đó, vị này niệm tròn được 10 niệm thì người này mạng chung. Lúc mà vị này mạng chung đó thì thấy cái hoa sen màu vàng nó nở trước mặt, là coi như là lúc đó nhập nhập thai của hoa sen. Nói về hạ phẩm hạ sinh thì thầy cũng thí dụ một cái trường hợp của một vị mà suốt đời tạo ác mà rốt cuộc được vãng sinh. Đó là trường hợp của hai vị cũng đều là họ Trương. Một người là Trương Trung Húc và một người là Trương Thiện Hòa. Hai người này đều sinh vào trong cái đời nhà Đường. Thì anh chàng Trương Trung Húc đó, khi mà sanh ra lớn lên lấy vợ, chỉ có hành cái nghiệp là giết giết gà giết vịt để mà buôn bán, lấy cái nghề đó để mà sinh sống, chưa có bao giờ biết đến cảnh chùa để mà nghe kinh, chưa bao giờ biết mở miệng để mà niệm Phật. Suốt cuộc đời quanh đi quẩn lại ở trong cái lò mà giết gà giết vịt để mà đem cái đó đi bán để độ sinh. Do đó khi mà Trương Trung Húc ngày mà lâm bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh mà thấy có người đuổi một cái bầy gà bầy vịt đuổi tới bên giường, và cái người đó hô mổ mổ, thì lúc đó gà và vịt nó cứ kê ngay mắt, kê ngay mặt của Trương Trung Húc mà nó mổ. Lúc đó thì vị này lớn tiếng kêu cứu. Người vợ thấy vậy thương tâm mới đến cái chùa bên cạnh cầu một nhà sư, mà vị này tất nhiên là vị Hoằng Đạo Thiền Sư. Hoằng Đạo nghe nói như vậy thì ngài thương tâm, ngài mới đến ngay chỗ cái giường bệnh của Trương Trung Húc, và ngài trương cái hình của Đức A Di Đà Phật. Ngài khuyên Trương Trung Húc ráng niệm Phật. Thì vị này ráng ngồi dậy và xếp bằng và niệm Phật. Thì khi mà bắt đầu niệm Phật được 10 tiếng thì vị này tắt hơi. Như vậy thì quý vị thấy rằng một người suốt một đời toàn là hành cái ác nghiệp mà rốt cuộc được vãng sinh trong hạ phẩm hạ sinh. Và một cái vị thứ hai là Trương Thiện Hòa, cũng sanh nhầm cái đời nhà Đường. Vị này thì tội ác nghiệp nặng hơn là Trương Trung Húc nữa, là suốt năm suốt tháng chỉ biết giết bò để mà xẻ thịt để mua bán để mà làm kế sinh nhai. Do đó đến ngày lâm chung thì lửa địa ngục nó bắt đầu nó đến. Tại vì thường thường làm cái ác nghiệp đó thì thường thường lửa địa ngục nó đến là quý vị sẽ đọa vào ở trong cái quả địa ngục, hoặc là quý vị thấy lạnh giá hàn băng nó đến, quý vị sẽ đọa vào ở trong cái địa ngục lạnh. Thì anh chàng Trương Thiện Hòa này thấy lửa địa ngục đến thì hoảng sợ la lên nhờ vợ tìm cách cứu mình. Thì lúc đó bà vợ thỉnh các chư tăng tăng các tăng mới đến bên giường. Các chư tăng mới nói như vậy: ngày hôm nay ông mà thấy lửa địa ngục, tất nhiên là trước tao ông sẽ đọa địa ngục ngục mà đọa vào ở trong cái địa ngục lửa. Do đó ông phải ráng cố gắng nghe chúng tôi niệm Phật cho đến 10 tiếng thì có thể ông thoát được. Thì Trương Thiện Hòa nghe lời của những vị thiện tri thức này, phát tâm dũng mãnh mãnh niệm liền 10 tiếng niệm Phật. Khi mà niệm liền 10 tiếng niệm Phật xong rồi đó thì cái vị này gương mặt tươi lên và đồng thời thốt lên cái câu nói trước khi mà lìa đời: cảm ơn tất cả các chư tăng, Phật đã đến rước tôi. Và vị này bắt đầu nằm xuống và mất. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự từ bi của Đức A Di Đà Phật vô lượng vô biên.
không có một cái không có một